Bạn có tin được không, khi chỉ mới một tuần trước thôi, đội tuyển Hà Lan còn biến thành những gã hề như bị dính phải dioxin màu da cam như thế này. Lóng ngóng phản lưới, rồi bất lực nhìn đối thủ quần mình tơi tả. Trận thua bẽ mặt khiến cho thầy trò Koeman nhận không biết bao nhiêu gạch đá đến từ các cổ động viên nhà nữa. Và có lẽ là như bị chạm đến lòng tự ái, vào vòng loại trực tiếp, Hà Lan đã tử tế hẳn. Họ thêu hoa diệt lụa để cuốn bay cả hai đối thủ trên hành trình vào đến bán kết hiện tại. Và giờ thì người ta không còn chê Koeman nữa mà đang đặt ra một câu hỏi, đó là phải chăng ông đã giấu bài ở trận gặp Áo? Bởi sau trận thua ấy, những tưởng Hà Lan sẽ lâm nguy, nhưng hóa ra họ chỉ toàn gặp những chuyện may mắn mà thôi. Nhánh đấu dễ, đối thủ dưới cơ, lối chơi được chỉnh đốn và giờ là một ứng cử viên vô địch. Khi mà đội tuyển Hà Lan thất bại trước đội tuyển Áo ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng Euro năm nay, nhiều người có lẽ đã cười khẩy mà gạch tên cơ lốc màu da cam ra khỏi cuộc đua vô địch. Đơn giản là bởi những gì họ đã trình diễn trong trận đấu đó chẳng khác gì một màn tra tấn người xem thực sự. Các tiền đạo của Orange cứ làm thì hàng thủ của họ lại phá tan nát, cũng giống như cái cách mà Daniel Malen đã hóa báo thủ ngay ở phút thứ 6 bằng một cú dứt điểm quyết đoán đưa bóng về lưới nhà. Một bảng đấu có sự xuất hiện của đội tuyển Pháp và khi đội đương kim Á quân thế giới trình diễn một lối chơi chưa được như kỳ vọng ở vòng đấu bảng thì chắc chắn Hà Lan trở thành đội được kỳ vọng sẽ giành lấy ngôi đầu nhất. Thế rồi rốt cuộc cái tên bất ngờ đội tuyển Áo lại mới là đội bóng đã có được vị trí ngay sau khi vòng bảng kết thúc. Pháp chật vật để có vị trí thứ hai, còn Hà Lan là thậm chí tụt xuống thứ ba và chỉ đi tiếp khi nằm trong nhóm 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Dù cho có thể hiện tốt ở các trận giao hữu như thế nào, dù cho có sở hữu dàn binh hùng tướng mạnh ra sao, thì chỉ cần một trận thua muối mặt đó thôi đã là đủ để cho club màu da cam đánh mất đi vị thế của một ứng cử viên ngôi vô địch. Pháp hay là Anh đều chơi không tốt ở vòng bảng, nhưng ít ra họ chẳng phải đón nhận bất kỳ thất bại nào. Đó là còn chưa kể những Đức, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha đều đã có những màn trình diễn ấn tượng để có cho mình ngôi đầu. Hà Lan bước đến vòng 16 đội theo cách lặng lẽ như vậy, khi họ đã thực sự có một bài học quý giá và cần thiết sau trận thua cực kỳ xấu hổ trước đội tuyển Áo. Điển hình nhất trong thất bại đó của Hà Lan phải kể đến hai cầu thủ được coi như tội đồ, Daniel Malen và Joey Veerman. Malen như đã nói là tác giả của tình huống phản lưới nhà khiến cho Orange sớm phải chịu bất lợi ngay từ phút thứ 7. Ngoài ra, anh còn bỏ lỡ rất nhiều những thời cơ 10-10, một đối một với khung thành của đội tuyển Áo. Còn Veerman thậm chí là thê thảm hơn khi chỉ mới 35 phút thi đấu đã bị Ronald Koeman rút ra khỏi sân. Thuyền trưởng của Hà Lan phải làm như vậy chính là bởi ông đã nhận thấy được sự không ổn trong tâm lý của Veerman ở trận đấu đó. Trong thời gian thi đấu trên sân, Veerman đã thực hiện hỏng 10 trong số 19 đường chuyền của mình và cũng chỉ thắng 1 trong 4 pha tranh chấp. Chưa hết, ngôi sao của Hà Lan còn để mất bóng tới 15 lần và không thực hiện được một pha rơi bóng nào. Anh bật khóc trong cabin huấn luyện khi vừa được thay ra và phải nhận những lời chỉ trích vô cùng nặng nề, cho rằng cơ hội được ra sân tại vòng chung kết của Veerman cũng đã coi như chấm dứt. Mọi thứ vẫn đang cực kỳ rối loạn như vậy trong nội bộ của Orange, kể cả khi ở vòng 1-8 họ chỉ phải gặp Rumani, đối thủ được đánh giá thấp hơn nhưng đã bất ngờ chiếm ngôi đầu bảng E. Nhưng rồi rốt cuộc khi nhìn vào hai trận đấu đã qua của Hà Lan ở vòng loại trực tiếp, nhiều người lại đang có một nghi vấn mới, rằng phải chăng Koeman đã quá may mắn khi club lốc màu da cam thua đội tuyển Áo ở vòng bảng, để rồi bây giờ cánh cửa đến với trận chung kết của họ đang mở toang hơn bao giờ hết. Ở trận đấu với Rumani, Hà Lan vẫn ra sân với những quân bài mạnh nhất. Niềm tin của họ vẫn nằm ở sự chắc chắn của hàng thủ với đội trưởng Virgil van Dijk cùng với Ake, De Vrij hay Dumfries. Trên hàng tấn công, mọi sự chú ý đang đổ dồn về Cody Gakpo và Depay, hai tiền đạo đã có màn trình diễn trái ngược nhau ở vòng đấu bảng. Bởi trong khi Cody Gakpo chơi cực kỳ thăng hoa để có được hai bàn thắng, thì Depay dù cùng ghi được một bàn nhưng lại bỏ lỡ đến N cơ hội ngon ăn của Hà Lan. Dư âm từ thất bại của Orange trước đội tuyển Áo đang khiến cho một bộ phận người hâm mộ không còn quá tự tin dù cho đối thủ của Hà Lan bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Để rồi khi vào trận đấu, tất cả đã phải thốt lên rằng, hóa ra Koeman giấu bài. Phút 20, lại là cái tên quen thuộc Cody Gakpo có pha đột phá từ cánh trái rồi dứt điểm chính xác tung lưới Rumani mở tỷ số của trận đấu. Cho đến lúc này thì khi có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, đội tuyển Hà Lan lại càng thoải mái trình diễn thứ bóng đá thực dụng và cực kỳ chắc chắn của mình.
không còn là tình thế bám đuổi như Orange đã gặp phải cái lần để thua trước Áo. Một khi đã ở vị thế cửa trên thì họ thong dong và thoải mái hơn rất nhiều. Romani mải miết tràn lên tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, song Van Dijk và các đồng đội đã từ chối đi tất cả những nỗ lực đó của đại diện Đông Âu. Và đến khi đối phương bắt đầu thấm mệt, Hà Lan mới tung liên tiếp những đòn hồi mã thương của mình. Ở bàn thắng thứ 2 đến ở phút thứ 83, lại là Cody Gakpo chớp thời cơ từ sai lầm của trung vệ Radu Dragušin, cướp bóng ngay trên vạch vôi đường biên ngang và căng vào dọn cỗ để Malen nhân đôi cách biệt. Và dấu chấm hết cho Rumani đến ở những phút bù giờ với màn độc diễn của Malen từ giữa sân, đi bóng qua các cầu thủ áo vàng rồi dứt điểm cực kỳ quyết đoán, tung lưới đối thủ để hoàn tất cho mình một cú đúp. Chiến thắng 3-0 chung cuộc này mang rất nhiều ý nghĩa với các cầu thủ Hà Lan. Đó không chỉ là lời khẳng định về sự chênh lệch đẳng cấp mà còn chính là màn đáp trả đanh thép với những chỉ trích, chê bai và cả những sự coi thường sau khi họ bất ngờ gục ngã trước đội tuyển Áo ở lượt trận cuối của vòng bảng. Không có gì bất ngờ khi Cody Gakpo chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và anh đang là nguồn cảm hứng cho hàng công của Hà Lan, hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa khi đã ghi tên mình vào top 8 đội mạnh nhất Euro 2024. Cho đến lúc đó, tiền đạo của Liverpool đã có cho mình 3 bàn thắng, đồng dẫn đầu vua phá lưới của giải đấu. Với Malen, 2 bàn thắng của anh cũng như một lời chuộc lỗi cho bàn phản lưới nhà với Áo và giúp cho huấn luyện viên Koeman có thêm những sự tính toán cần thiết trước khi bước vào vòng tứ kết. Đối thủ của họ là Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng đã có một trận đấu cực kỳ thăng hoa khi đánh bại chính đội tuyển Áo ở vòng 16 đội. Thầy trò huấn luyện viên Vincenzo Montella là một tập thể thậm chí còn khó chịu hơn đội tuyển Áo rất nhiều. Lý do là bởi đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ có cho mình những cầu thủ không chỉ giàu sức chiến đấu mà còn có kỹ thuật cực kỳ tốt. Những Arda Güler hay Kerem Atakoglu đã cho thấy được giá trị của mình bằng những bàn thắng đẹp mắt ở vòng bảng, cũng như sự trở lại cần thiết của nhạc trưởng Hakan Çalhanoğlu ở trận đấu tứ kết này. Và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục tạo ra bất ngờ trước Hà Lan bằng việc vươn lên dẫn trước từ một quả đánh đầu cuối hiệp 1. 45 phút đầu tiên, người xem có cảm tưởng rằng Hà Lan đang chơi với, họ liên tục để cho đối phương dồn ép và thậm chí là đã từng ở rất gần với bàn thua thứ hai chỉ ngay sau khi hiệp 2 mới bắt đầu, sau cú đá phạt quá khó chịu mà Güler tạo ra. Nhưng cho đến lúc này, những sự thay đổi lối chơi của huấn luyện viên Koeman mới có tác dụng và Hà Lan chỉ cần có đúng 6 phút để lật ngược thế cờ. Đầu tiên là ở phút 70, khi De Pay tung đường treo bóng cho Stefan De Vrij bật cao đánh đầu trong thế không ai kèm, quân bình tỷ số cho Hà Lan. Số 10 của Orange hóa ra có thể là thần gỗ, thần đằng trong những tình huống dứt điểm. Nhưng nếu để anh sắm vai một người kiến thiết, thì cầu thủ này lại bất ngờ hóa thần thánh. Và chỉ 6 phút sau, pha căng ngang của Dumfries được Cody Gakpo tận dụng để đưa bóng vào lưới của Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ 2. Lợi thế trở lại quá chóng vánh mà có lẽ nhiều cổ động viên vẫn còn chưa tin vào mắt mình và Hà Lan bắt đầu thi triển lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ kinh nghiệm của mình. Van Dijk và các đồng đội đã có một ngày thi đấu cực kỳ chắc chắn. Cho dù đã có rất nhiều lần Thổ Nhĩ Kỳ gần với bàn thắng gỡ hòa, những người như thủ thành Verbruggen hay hậu vệ Van der Ven đều đã ít nhất một lần sắm vai người hùng giải cứu những tình huống bóng tưởng chừng như đã là bàn thắng. Thổ Nhĩ Kỳ lần này đã bất lực và tỷ số được giữ nguyên 2-1 là đủ để Hà Lan tiến vào bán kết, nơi đội tuyển Anh đang chờ đợi. Và đến lúc này thì đúng thật rằng trận thua trước Áo đã đem đến quá nhiều điều tích cực cho Koeman và các học trò. Nghe thì có vẻ ngược đời, khi thua trận thì ai mà vui cho nổi chứ. Nhưng đúng là như thế đấy, Hà Lan đã được nhiều hơn mất từ trận thua đó. Thứ nhất, họ được đẩy sang một nhánh đấu dễ thở hơn rất nhiều. Nếu như ở vị trí nhì bảng, Hà Lan sẽ rơi vào nhánh khó với những Đức, Tây Ban Nha hay là Bồ Đào Nha. Còn ở vị trí thứ nhất, họ sẽ tránh được nhánh đấu này. Thế nhưng rồi khi mà Hà Lan để thua trận đấu với đội tuyển Áo và bị đẩy xuống vị trí thứ 3, số phận của họ vẫn chưa thể được định đoạt. Rất may rằng với thành tích tốt nhất trong số những đội bóng thứ 3 cũng như cách chia nhánh đấu của Euro với những đội xếp thứ 3, thì Hà Lan hóa ra lại chỉ phải rơi vào một nhánh dễ thở với Rumani ở vòng 16 đội, Áo hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết và bán kết có thể là Anh, Thụy Sĩ, Italia hoặc là Slovakia. Và đúng là những gì diễn ra đã đúng với Koeman dự tính khi Orange thắng Rumani 3 bàn không gỡ rồi ngược dòng trước Thổ Nhĩ Kỳ để vào bán kết chạm mặt tuyển Anh. Trong một bối cảnh mà Tam Sư vẫn đang cực kỳ bất ổn với lối chơi du ngủ của mình, cơ hội cho Hà Lan để có tấm vé vào trận chung kết đang là cực kỳ sáng cửa. Thứ hai, những bài học kinh nghiệm rút ra được từ trận đấu đó đã giúp cho Hà Lan chơi thứ bóng đá có phần chắc chắn hơn nhiều ở hai trận đấu loại trực tiếp. Họ không để cho Rumani có cơ hội đáng kể nào trước khung thành
cũng như chỉ một lần nhận bàn thua trước Thổ Nhĩ Kỳ ở tình huống không chiến. Và để rồi hàng phòng ngự với thủ lĩnh Van Dijk đã có màn trình diễn trên cả tuyệt vời, đảm bảo cho Hà Lan sự chắc chắn đúng như người hâm mộ kỳ vọng. Ngoài ra, hàng công của họ và hơi thở từ Cody Gakpo vẫn đảm bảo được đầu ra của bàn thắng. Khi đến lúc này của giải đấu, họ đã có được 9 pha lập công, con số xếp thứ 2 trong số những đội vào đến bán kết. Phải công nhận rằng từ trận thua với đội tuyển Áo, Hà Lan đã có được một phong độ tốt hơn và Orange đã trải qua hai trận cầu cực kỳ thuyết phục trước Romania và Thổ Nhĩ Kỳ để có được tấm vé vào chơi trận bán kết. Và lúc này khi đã ở trong tứ đại anh hào của Euro 2024, không gì khác, mục tiêu của Ronald Koeman chính là trở thành chiến lược gia thứ hai trong lịch sử vô địch Euro ở cả tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ông đã từng cùng thế hệ Hà Lan bay của Ruud van Basten lên ngôi năm 1988 và năm nay, dưới sự nhào nặn của Koeman, Hà Lan hiện tại được hy vọng sẽ tiếp tục cất cánh bay. Không cần hoa mỹ tổng lực như thời xa xưa nữa, nhưng hiệu quả và tràn đầy cảm hứng.